Vâng, chào mừng các bạn đến với kênh Tươi Ngày. Hôm nay mình có review một cái tủ điện tổng MFB và cái ATS kết hợp cùng ATS với công suất là 100A. Do cái kích thước của cái tủ này là chiều đứng lên là 1 m, còn chiều ngang nó là 8 tấc. Cho nên tủ cũng khá là lớn để giao cho khách hàng ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là một cái tủ mà về cách bố trí cho cái ATS thì nó cũng giống như các cái tủ nhỏ thôi, nhưng mà nó có điều đặc biệt là nó có những cái MCCB phân phối trong nó, cho nên là mình mới đặt một cái bảng hiệu là cái tủ điện tổng MFB rồi kết hợp với ATS công suất 100A đó. Bề ngoài của tủ chúng ta là như vậy ha. Giờ chúng ta sẽ tiến gần hơn cái tủ chúng ta. Đây là miếng tắp nem của kênh Tiêu Nghề của mình, cũng như là cái sản phẩm của thương hiệu của Trần Quang Thái của mình ha. Tiếp theo là cái tủ mica, cái miếng mica này mình đặt người ta làm đặt cái chỗ anh Toàn ở thành phố Cần Thơ, là anh sẽ gửi mình và tất cả các cái mica này luôn, không riêng gì các bạn. Miễn mà mica thì các bạn cứ liên hệ anh Mon Cake Toàn ở Cần Thơ thì anh sẽ đáp ứng cho bạn hết. Còn cái vỏ tủ điện á, nhiều hồi bạn hỏi mình là những cái vật tư thiết bị được lấy từ đâu, thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn lấy những cái thiết bị vật tư cho các bạn xem luôn. Nếu các bạn nào muốn cần cái vỏ tủ điện thì các bạn hãy lên Facebook kiếm cái tên là Nguyễn Linh, thì là nơi là cung cấp những cái vỏ tủ điện như thế này theo yêu cầu của bạn. Các bạn muốn đặt bao nhiêu thì kích thước bao nhiêu bạn cứ nói với chị Linh, thì chị Linh sẽ bên phía chị Linh sẽ làm sản xuất theo cầu của bạn. Về cái tắp nem thì như mình nói của anh Môn Khay Toàn ở Cần Thơ. Về các cái thiết bị điện thì mình có hai nơi để đang lấy hàng cung cấp. Một là của công ty Bảo Thành, chỗ của Khánh và anh Lập, anh bán cho mình những cái thiết bị khí cụ điện. Còn hai là cái chỗ của anh Giảng. Anh Giảng là cũng là cái công ty phân phối về các thiết bị điện, nhưng mà nó là cái tiếng Anh gì đó mình cũng không không nhớ rõ, cho nên thì mình nói tên Giảng rồi. Còn bạn nào muốn ấy thì lấy thông tin thì cứ nhắn tin qua mình sẽ cung cấp những cái thông tin đó cho bạn xem. Rồi bây giờ là mình sẽ đi vào mặt trong của cái tủ điện ha. Này là tổng thể mặt ngoài, giờ mình vào mặt trong. Giờ mình sẽ mở cái tủ mặt trong ra. Mở tủ để mình xem mặt trong. Đó, trong của nó là vậy. Vậy để mình sẽ ghim cái đèn vô cho bạn dễ thấy. Để cái bóng đèn này vào cho sáng tao thấy mới được. Đó. Đó, bạn thấy rõ ha. Đây là mặt trong trong của tủ của chúng ta. Sẽ mở lát lên để mình quay nó. Đó, thì sẽ có hai cái MCCB tổng, tức là cái của điện lưới và cái của máy phát. Đó. Thì xuống đây là cái phân phối giữa cái MC là khởi từ 100A, cái bên điện lưới cái máy phát. Đó. Ở đây thì cái cầu chì này để bảo vệ cho 3 pha, và cái cầu chì thứ tư này là cái cầu chì mà để bảo vệ cho chúng ta dây để vào trước khi vào cái bình xả quy của ta, để nó sẽ bảo vệ được cái bình của ta nó sẽ an toàn hơn. Gờ lê kiến thì một con đề và con tắt máy. MX 210 này là cái con bảo vệ mất pha, thấp áp, cao áp cũng như là đứt dây trung tính, thì nó sẽ bảo vệ được chúng ta. Thì lúc trước đó, thì mình lắp tủ bảo vệ mất pha thì thường sử dụng 3 khởi động từ, nhưng mà nhờ có cái sự hướng dẫn và cái sự chia sẻ của mà chính là của cái anh Chu Trinh ở trên Facebook của mình. Ảnh đã góp ý với mình là nên giảm bớt con khởi động từ, và chúng ta sẽ điều khiển cái bộ này điều khiển bằng cái tín hiệu
dây nguội của nó thì nó sẽ giảm được giá thành. Thì mình đã rút kinh nghiệm và mình sẽ đã thấy là ok, thì mình sẽ tiếp thu và mình sẽ làm cho cái tủ của mình hoàn thiện hơn. Tiếp theo là cái bo ATS của anh Minh ha, anh Minh DT Control V3 là cái phiên bản mới nhất của anh Minh. Thì khi mà ở ở hai cái cơm từ này, một điện lưới, một máy phát, một trong hai nó làm việc thì nó sẽ cái nguồn nó sẽ đi lên, nó sẽ đi cấp lên cái MCCB bên đây nữa, 100A nữa đó, để cho ở dưới này nó sẽ cấp vào các cái MCB phân phối khác, tức là các MCB để sử dụng cho mục đích khác của khách hàng. Riêng ở bên đây nó cũng sẽ có một cái đường đi xuống cái MCCB này nữa, 60A nữa, là lý do là cái MCCB 60A này là chỉ sử dụng riêng cho cái động cơ phòng cháy chữa cháy, để khi mà có sự cố xảy ra thì người ta chỉ thao tác bằng một cái cúp của chỗ MCB này, chia ra các nhánh này, các tầng, hoặc là sử dụng đèn hay là gì đó, người ta chia thiết bị thì người ta chỉ cúp cái này thôi, người ta chứ người ta không không người ta cúp, người ta chừa cái này để nó hoạt động cái máy chữa cháy của người ta, để cho nó hoạt động chữa cháy đó. Cho nên là nhiều bạn cũng lúc mình đăng lên thì nhiều bạn cũng hỏi cái tại sao mà đi lên trên cái nguồn ga này lên trên cái MCB này và cái thêm cái xuống MCB này chi nữa đó, thì cái mục đích nó là như vậy đó. Thì tiếp theo đây là cái bo sạc ba giai đoạn cũng của sản phẩm của anh Minh luôn ha. Thì bo sạc ba giai đoạn này nó có cái nhiệm vụ là khi mà nó phát hiện cái bình của chúng ta nó yếu đi hoặc giả là nó sẽ thấp thì cái bo sạc này nó sẽ nhiệm vụ là nó sạc điện vào cái bình của 12V của chúng ta, để cho sạc đến khi nào mà do nó bo sạc nó sẽ hoạt động từ từ chậm chậm thì cái tuổi thọ của bình của chúng ta nó sẽ được bảo vệ và nó sẽ an toàn hơn là những cái bo sạc mà sạc nhanh thì nó sẽ không tốt. Thì giống như là mình sạc điện thoại mình thôi, mình sạc điện thoại nào mà từ từ mà chậm thì chắc, còn mà sạc nhanh quá là nóng, nó nhiều khi nó ảnh hưởng tới cái máy của ta hoặc là cái bo mạch ta. Và tiếp theo là cái con cầu diode từ chuyển nguồn từ AC sang DC, tức là cái con diode này là con diode 50A. Thì khi mà cái bo này nó sẽ cấp vào cái cục biến biến thế. Cục biến thế này thì mình có nhiều bạn hỏi mình cái thông tin cục biến thế thì sáng nay mình sẽ cung cấp cho bạn luôn thông tin bộ biến thế, là đầu vào là 220V và đầu ra của nó là 15V AC. Thì nó tương đương với là 75 VA 5A đó, nó là vậy, cái thông tin của cục biến áp vậy. Các bạn cứ mua cục biến áp đó thì cái chỗ bo mạch của anh Minh nè, cái nguồn vào của nó là AC in nè, là nguồn vào 220V ở bên đây là transformer nè, thì sẽ cái nguồn ga này nó sẽ đi vào cái cấp vào cái hàng biến biến áp này 220V này, rồi từ cái nguồn ga 15V á, 15V AC nó sẽ đi qua cái cầu diode này, AC cầu diode này là điện xoay chiều, rồi từ cái điện DC là một chiều á, bên đây nó có dấu cộng dấu trừ nè, đây nó có dấu cộng nè, đó dấu cộng là chỗ đỏ này nè, dấu cộng đó là sẽ đi ra cái bình của chúng ta, và đối diện xéo của nó là dấu trừ thì cũng sẽ đi ra bình của chúng ta luôn đó. Đây, vậy cơ bản cái tủ điện thì nó chỉ có tủ điện của mình làm nó chỉ có thế thôi. Bây giờ mình sẽ nghiêm điện vào cho các bạn xem cái bình nó hoạt động như thế nào, cái bo mạch nó hoạt động có ok không ha. Giờ mình lấy mình nghiêm điện lấy nguồn đây, và chút mình sẽ cho nó sạc cho các bạn xem. Đo rồi nó sạc nó hiệu quả mà, mình sẽ ghim điện rồi mình ghim cái bình của chúng ta vào. Bạn nhớ là ghim cho đúng chân ha, chân cộng theo chân cộng và chân trừ theo chân trừ ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đóng điện lưới lên xem cái bo mạch chúng ta nó hoạt động không ha, để ghim điện vào. Đó. Khi đóng điện lưới lên thì cái bo mạch ta nó đếm trong vòng 5 giây thì nó sẽ đóng tải. Đó,
thấy không, nó sao nó mới đóng cái khẩu đóng từ này hút vô đó, thì mình ra mặt trước xem coi nó báo sao đó, báo đèn báo 3 pha của điện lưới ha, 3 pha điện lưới, và đồng thời cái đèn đèn báo tải của điện lưới nó sáng ha. Đó. Rồi bây giờ chúng ta thử cho mắt một pha coi nó có ảnh hưởng gì không ha. Chúng ta sẽ cho mắt một pha và A đi. Đó. Khi cho mắt pha A thì cái bộ chúng ta nó nhấp nháy liền không? Bộ MX210 này nó nháy liền, nó sáng đèn của chỗ U liền. Đó. Lúc này thì do là nó bị mắc pha mắc điện lưới thì nó sẽ nhảy cái khẩu điện lưới lên, thì nó sẽ bo ATS nó sẽ hiểu là nó đã mắc điện lưới thì nó cần đề máy phát đó, thì lúc đó nó sẽ đề không? Đó. Giả sử như là đề có điện lưới. Ủa, giả sử như là đề là nó nổ máy phát ha. Đó. Giả sử như đều nổ có máy phát thì cái bo chúng ta nó sẽ đếm thời gian trong vòng 5 giây thì nó sẽ đóng tải của máy phát xuống. Thì đến lúc này cái người chủ nhà như thế nào đó sẽ đi lại kiểm tra xem đây là đang báo của đèn nào. Đó. Đây thì đây là nó đang báo của ba đèn của máy phát là đang nổ và hoạt động nè, và nó sẽ mắc một pha của pha A nè, của điện lưới nè, thì người ta biết là cái chỗ này là nó đang bị mắc pha của pha A rồi, người ta sẽ kiểm tra khắc phục sự cố không, kiểm tra khắc phục sự cố rồi thì người ta sẽ nếu mà an toàn thì người ta sẽ cúp CB này trước và người ta sẽ kiểm tra xong ta đóng cái này lên. Đó, ta đóng cầu chì lên lại thì người ta bật lên lại thì cái bo tết ta sẽ bắt đầu tiến hành đóng tải, chuyển đổi tải. Đó. Thấy không? Nó sẽ chuyển đổi liền và nó sẽ bo tết ta nó sẽ tự động tắt máy. Đó, tắt máy trong vòng nó sẽ đếm trong vòng là 30 giây nó sẽ tắt máy ha. Nãy ở đây là nó nhấp nháy cái u nó bé, tức là cái điện áp nó mắc pha, nó là điện áp thấp đó, cho nên nó nhấp nháy chỗ đó thì nó sẽ hở tiếp điểm ra thì làm nó sẽ không có cho cái cỡ điện lưới ta hút mà nó sẽ nhả ra đó. Tổng thể cái bo test của mình vậy, thì từ đó giờ mình làm cái bo test này từ lúc mà mới bắt đầu làm cho đến tính đến thời điểm này thì cỡ khoảng năm mấy, gần 2 năm rồi, thì mình thấy là hầu như là chưa có cái khách hàng nào điện lại để mắng vốn hay là nói là phàn nàn về cái bo mạch ATS của mình. Tuy có những cái trường hợp nó giống như là lâu ngày nó cũng có cái vấn đề mà không phải là về trục trặc kỹ thuật mà là các cái thiết bị do nó của cái người vận hành nó không hiểu nguyên lý, họ không hiểu nguyên lý cho nên nó dẫn đến là nó vận hành nó hơi bị như là nó bị trễ hay là nó làm sao nó không đề máy á, thì lúc đó là khách hàng điện mình và mình sẽ tư vấn và ok thì họ khách hàng đã thiết lập lại và sẽ đã hoạt động lại bình thường, chứ chưa có thấy trường hợp mà cái bo nó bị lỗi hay là gì, hay là nó bị hai cái khở nó hút với nhau chập lại nhau nổ thì không phải, không có, chưa có trường hợp đó ha. Đó, chưa có trường hợp đó xảy ra. Cái tủ này mình cũng là tâm đắc nhất, mình thấy cái mình làm nó sẽ
thấy nó ok hơn, hài lòng hơn đó, đối với cái tủ này. Cho nên là đây là cũng là tâm huyết của mình. Một phần nữa là chúng ta phải yêu nghề, ta yêu nghề thì chúng ta mới làm được những cái sản phẩm như thế này. Và cái uy tín đặt lên hàng đầu, cũng như là các cái thiết bị điện mình cũng đã bảo hành 6 tháng, ít nhất là 6 tháng. Và cái bo ATS và bo sạc thì là 2 năm. Cho nên là quý khách cứ tha hồ mà sử dụng. Nếu mà lỗi thì mình sẽ đổi cái bo ATS khác hoàn toàn mới, 1-1 trong vòng 2 năm cho bạn. Đó, nói vậy là các bạn biết là cái độ tin cậy nó như thế nào thì mới dám bảo hành là 2 năm trời. Chứ nếu mà trong vòng 2 năm mà nó bị lỗi hoài thì cũng mạc luôn, chứ không có, chứ không phải là điều đơn giản ha. Đó, cho nên là các bạn cứ yên tâm vấn đề đó. Rồi. Đó. Rồi cho bạn xem qua một lần nữa ha, rồi mình sẽ kết thúc từ đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Tôi Nghề và ủng hộ kênh từ thời gian suốt thời gian qua. Mong rằng là sẽ giúp được các bạn nhiều ý tưởng nữa để cho các bạn hình dung và các bạn sẽ áp dụng và lắp theo, nó sẽ ok hiệu quả hơn. Đó, đầy đủ pha sáng lại. Xin thân ái chào toàn thể vì các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.